Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài tấn lộc. Quý vị thân mến, trên thế giới có rất nhiều những người đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết. Một bộ phận không nhỏ trong số họ đã từng bước vào cảnh giới của địa ngục. Mặc dù họ đến từ những quốc gia khác nhau, văn hóa tín ngưỡng khác xa nhau, song những mô tả của họ lại đặc biệt giống nhau. Từ khung cảnh đến âm thanh, thậm chí cả mùi mà họ từng ngửi qua ở địa ngục đều giống nhau. Và không đâu xa lạ, lại chính ở Việt Nam, một trong những người đã từng bước qua cánh cổng địa ngục, may mắn sống sót đã kể lại những bí ẩn giấu kín về thế giới bên kia. Vậy thực hư câu chuyện này là gì? Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi ngay trong chương trình ngày hôm nay nhé! Vâng, đây là câu chuyện khiến không biết bao nhiêu người dựng tóc gáy, toát mồ hôi vì kinh sợ. Đó là một trải nghiệm du hành vào cõi âm phủ của một ni sư pháp danh là Diệu Hân. Những trải nghiệm cực kỳ sống động, chân thật như đang ở trước mắt, cùng với dòng kể mộc mạc, bình dị như đưa chúng ta vào một thế giới khủng khiếp mà các tôn giáo đều mô tả. Nhưng không nhiều người tin là thật. Đó là địa ngục. Cô là một người hết sức đặc biệt. Từ nhỏ đã có thể khai mở mắt âm dương, thấy được rất nhiều loại ma quỷ, từ những vong linh vất vưởng đến những loài quỷ hình thù kinh dị dữ tợn. Ngày 1 tháng 11 năm 2002, lúc 2 giờ sáng tại am nhỏ của mình, cô đang nằm trên võng thì chợt Đức Phật hiện ra trước mắt, hào quang rực rỡ, chỉ tay về phía cô, rồi ảnh Phật dần mở đi. Cô mừng rỡ bật dậy thắp nhang, cúng dường, rồi cô nhận thấy mắt mình có chút vấn đề. Hai mắt sụp xuống, mở lên như mọi khi không được, chỉ hé hé được một chút. Qua hôm sau, vẫn không khá hơn chút nào, cô đành lần mò ra tiệm thuốc Tây gần nhà. Cô vẫn nhớ rõ, tiệm thuốc đó tên là Thái Hòa. Dược sĩ khám qua thì thấy mắt không có bệnh gì. Cô bèn nài nỉ ông bán cho ít thuốc ngủ. Về ngủ thật nhiều, mai ra mắt sẽ trở lại bình thường. Và nài mãi, cuối cùng cô cũng mua được 2 viên thuốc ngủ. Về nhà, cô dặn mọi người để yên để cô ngủ một giấc thật dài, rồi uống thuốc và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi đó khoảng 10 giờ sáng, cô thấy mình lạc vào một khung cảnh đẹp đẽ, cây cối xanh tươi. Có một chiếc cầu rất dài, cô bước lên cầu đi được một lúc, thì cầu đổ sụp xuống, cô té nhào xuống sông. Cô thấy dòng sông rất đẹp, cô muốn bơi vào bờ, nhưng bơi mãi không vào được. Thật lạ, bờ sông ở ngay đó, nhưng bơi mãi không thể tới. Lúc đó cô cảm thấy chới với hoảng loạn. Dần dần dòng nước đó đưa cô ra cửa biển. Nước trở nên rất lạnh, buốt thấu tim. Cô nhìn quanh thấy không chỉ có mỗi mình mà có đến vô số người khác cũng chơi dạt theo dòng nước vào biển lạnh này. Người Tây có, người ta có, già trẻ nam nữ đều có. Cái lạnh buốt chiếm lấy thân thể, cô trở nên cứng đờ ra. Quá sợ hãi, cô nghe thấy một giọng từ trên cao nhắc hãy niệm Phật. Cô nghe theo và cố hết sức niệm Phật, mãi mới phát âm được chữ Phật, Phật. Dần dần cô nhẩm niệm Phật được, nhờ đó cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Và cô quay sang chụp lấy 2 người xung quanh, niệm Phật giúp họ. Lát sau họ cũng hết lạnh, và một cô bé quay sang nói: "Cô ơi, con chết đã được 10 mấy ngày rồi." Người còn lại cũng nói đã chết 2 mấy ngày rồi, và đây chính là biển ngâm người chết trong vòng 49 ngày. Nghe đến đây cô rùng rời vì nghĩ rằng mình đã chết. Cô cảm thấy hết sức đau khổ. Cứ thế dòng nước cuối cùng cũng đưa cô tới một cửa biển. Người người lớp lớp chìm nổi, dài đặc, đông vô số kể. Nơi đó xuất hiện một tòa thành to lớn, phía sau là núi cao vời vợi, không nhìn thấy trời đâu. Cô dạt vào bờ, bước lên tòa thành đó, và kinh hoàng nhận thấy các vị đầu trâu mặt ngựa, các vị quỷ vương đủ mọi hình thù kinh dị, dữ tợn. Vì nào vì đó to lớn khủng khiếp, số lượng đông đảo vô cùng. Một quỷ vương dẫn cô đến một cánh cửa. Cánh cửa ấy tự động mở ra, ánh hào quang bừng sáng, và cô nhìn thấy Bồ Tát uy nghi ngự trên đài. Lập tức cô cúi đầu quỳ lại. Sau đó 2 quỷ vương dẫn cô vào các địa ngục, bắt đầu chuyến du hành khủng khiếp có 102. Cửa ngục đầu tiên mở ra, trên cửa ghi chữ Hán gì đó cô không hiểu, hỏi ra mới biết đó là ngục bất hiếu.
đập vào mắt cô là những sông sắt ghê rợn. Trên một bản sông khổng lồ có hình tròn, số lượng người trên bản sông đó đông không kể xiết. Tiếp theo cô được dẫn vào địa ngục thứ hai, tên là Vô Gián. Ngục này do phạm 80 tội danh khác nhau mà tội hồn phải vào đây, như mua gian bán lận, cướp đoạt hại người, cho vay nặng lãi, bóc lột người làm công, anh em tranh giành gia tài, vân vân. Các hình phạt ở đây rất đa dạng, như đổ nước đồng sôi vào mồm, móc lưỡi kéo ra chặt, hay chặt tay, chặt chân, cho rắn bỏ cạp cắn xé, bị quỷ địa ngục đâm lòi ruột kéo ra. Các tội hồn gào thét kinh hồn. Giả sử mà có máy quay ghi lại thì không bộ phim kinh dị nào có thể so sánh được. Đảm bảo ai xem rồi thì thà chết cũng không dám phạm tội. Tiếp đến cô được dẫn vào địa ngục Đại Thập Ác. Các hình cụ rất nhiều, cối xay, đinh đâm, cột đồng lửa. Có một vạc dầu cực kỳ khổng lồ như một cái hồ lớn. Bên trong người người lúc nhúc chìm nổi gào thét. Tội hồn phải đọa đày vào đây vì các tội giết vợ, giết chồng, giết con, phá thai, gian dâm, loạn luân, hành nghề mại dâm, khinh chê, phỉ báng người khác. Những tội hồn bị vào đây rất khó được thoát ra mà siêu sinh cõi khác. Trong ngục có một biển nước lạnh giá, dưới nước là các quái vật hung dữ, bên trên là đủ thứ hình cụ nhìn lạnh cả sống lưng. Và Ni Sư Diệu Hân rụng rời khi nhận ra người dì họ của cô đang ở trong đó. Trong biển người trùng trùng điệp điệp, bà bị các đầu trâu mặt ngựa kéo lê thân xác, chặt chém liên tục. Nếu cố vùng vẫy bỏ chạy thoát ra, lập tức sẽ bị các hình cụ móc sắt bên trên ập tới, đâm nát thân. Cô cố gọi người gì, nhưng tội hồn ở đây giống như có tai mà không thể nghe. Các tội hồn bị quỷ đóng đinh vào đầu, hoặc bị cột đá rơi từ trên cao xuống giã nát thân thể, hoặc bị quỷ dữ móc hết ngũ tạng rồi ăn nuốt một cách rùng rợn. Cứ thế nối tiếp không biết đến khi nào. Đặc biệt có những con chim đại bàng khổng lồ, một cái móng vuốt cũng to gấp mấy lần cái bàn tay con người. Chúng bay xả xuống chụp đầu các tội hồn, móc mắt, xé xác. Rồi có những con quỷ to lớn, lông lá xồm xoàm, mắt to như quả cam, hung tợn xé xác tội hồn ăn thịt. Hai vị quỷ vương chỉ một tội hồn cho cô xem. Khi còn sống, bà tên là Diệu Tích, là Phật tử một chùa lớn ở Sài Gòn. Năm 1972, bà nắm được chút quyền lực trong chùa, thường chửi mắng, đánh đập tăng ni, gây sự với các Phật tử, khiến ai ai cũng sợ khiếp vía. Vào ngục A Tỳ này rồi, bà bị chó xé xác, bị giòi đục khoét, bị lửa cháy thiêu đốt liên tục, gào thét đau đớn. Ngục kế tiếp cô được dẫn tới tên là Đại A Tỳ. Đúng như tên gọi, ngục này lớn hơn nhiều các ngục khác, mang một vẻ âm mưu rùng rợn khó tả. Ngục này dành cho những thầy tu của các tôn giáo khác nhau như Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo và nhiều các tôn giáo tà đạo, yêu mị của dân tộc thiểu số khác. Do núp bóng tôn giáo mà làm chuyện sằng bậy nên phải vào đây, gồm hàng trăm thứ tội khác nhau như đánh mắng bậc chân tu, làm dụng tài vật, phá giới, tu không giới hạnh, giả danh người xuất gia chuộc lợi, xây chùa giả chuộc lợi, giảng sai pháp, mê hoặc người đời. Cô lại được dẫn đến các ngục khác. Có một ngục tên là Sơn Hà Xã Tắc, có lẽ dành cho những quan chức lãnh đạo phạm tội phải vào đây. Nhưng cô không được cho vào xem mà đi qua các ngục khác. Cô tiếp tục được đưa đến một ngục tên là Ngục Ăn Giỏi, dành cho người đổ bỏ thức ăn, khinh xê người nghèo, người phục vụ ngang ngược hống hách. Tổ hồn bị triệu triệu con giỏi rúc rỉa, hoặc có người phải bốc những con giỏi đó cho vào miệng ăn, nhìn nổi hết da gà. Ngoài ra còn rất nhiều ngục khác dành cho đủ hàng người trong xã hội tạo ác, từ dân đầu đường xó chợ, đâm thuê chém mướn đến tầng lớp tri thức như luật sư, giáo viên, bác sĩ, nghệ sĩ, nhà văn, diễn viên. Tội danh thì muôn chủng sai khác, ứng với mỗi tội lại hiện ra các thứ hình phạt khác nhau. Mỗi hình phạt đều cực kỳ đau đớn, rùng rợn. Sau khi đi qua các địa ngục, cô được đưa đến một khu tập hợp vong linh rất đông đúc, người người lớp lớp đứng hồi hộp chờ đợi. Nếu vẫn còn nhiều nghiệp lực thì bị đầu thai thành các loại súc sinh như gà, trâu, chó, rắn, rết cho vào bao đưa đi đầu thai làm kiếp súc sinh, tiếp tục đền trả nợ cũ. Cuối cùng các quỷ vương đưa cô trở lại chỗ ban đầu gặp lại Bồ Tát. Cô thành kính hành lễ xong thì thấy mình bay bổng lên không trung trở lại thế gian, nhập vào thân xác, lúc đó là 12 giờ trưa.
Lúc bấy giờ cô mới nhận ra mình chưa chết, kết thúc chuyến đi với những trải nghiệm rùng rợn, kinh hoàng nơi địa ngục. Lúc bấy giờ cô mới nhận ra rằng đó là điểm hóa của Đức Phật dành cho cô, để cô có thể truyền lại những gì mình trải nghiệm cho đại chúng, cảnh tỉnh con người. Địa ngục là một danh từ có mặt trong từ điển của mọi quốc gia, từ những nền văn minh lớn đến những lời truyền miệng của các dân tộc thiểu số khắp thế giới, từ những tôn giáo lớn như là Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, đến các tín ngưỡng nhỏ lẻ ở mọi nơi, đâu đâu cũng đề cập đến địa ngục. Người ta coi địa ngục là quá thật để nhằm giáo dục con người sống tốt hơn, đừng làm điều xấu để không phải hối hận ở kiếp sau. Và chương trình đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh Phú Quý Tài Lộc để không bỏ lỡ những video hay nhất từ chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.